Thưa quý vị, trộm chó từ lâu đã gây bức xúc, phẫn nộ cho người dân khắp cả nước. Hẳn là nhiều người còn nhớ những vụ dân làng vây đánh chết kẻ trộm chó ở Quảng Trị, Nghệ An, Bắc Giang. Ngược lại, kẻ trộm chó cũng ngày càng manh động, sẵn sàng tấn công, giết chết chủ nhà khi bị phát hiện. Nhiều năm trôi qua, việc xử lý nạn trộm chó vẫn là bài toán chưa có lời giải. Và mới đây thì chỉ trong một ngày, hai kẻ trộm chó đã quay lại một con hẻm tại khu vực của đường Thới Hòa, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, ghé thăm chủ nhà và bắt trộm hai con chó. Vụ việc xảy ra khiến cho người dân rất bức xúc và phẫn nộ. Theo camera an ninh ghi lại, hai đối tượng đi vào hẻm. Bất chấp có một số người dân đang đi bộ, các đối tượng đã thản nhiên dùng súng tự chế bắn hạ con chó rồi bỏ lên xe chạy đi. Sau đó khoảng vài tiếng, hai tên này tiếp tục quay lại. Giống như lần trước, hai đối tượng bắn hạ con chó chạy rong phía trước rồi leo lên xe chạy mất.